căn hộ chung cư 25m2 từng là đề tài bàn luận bởi nhiều người, lo ngại diện tích quá nhỏ này có thể phá vỡ quy hoạch. Vấn đề này vừa có lời giải từ Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 03 năm 2021 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 tới đây. Bộ này quy định căn hộ chung cư phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh và diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư là 25m2. Đối với dự án nhà ở thương mại, phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45m2, không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án. Diện tích sử dụng của phòng ngủ trong căn hộ chung cư không được nhỏ hơn 9m2. Ngoài ra, diện tích tối thiểu 25m2 cũng được Bộ cho phép áp dụng đối với căn hộ du lịch và căn hộ văn phòng. Tuy nhiên, căn hộ văn phòng quy định thêm diện tích làm việc tối thiểu 9m2 và không bố trí bếp trong căn hộ văn phòng. Bộ Xây dựng còn yêu cầu nhà chung cư, phần căn hộ chung cư trong nhà chung cư hỗn hợp phải bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo diện tích sử dụng bình quân tối thiểu đạt 0,8m2 một căn hộ. Trong đó, phải có không gian phù hợp để tổ chức hội nghị cư dân. Chuyển sang thông tin quốc tế. Giá bất động sản ở thành phố Sydney, Australia đang tăng bùng nổ, ghi nhận mức tăng hàng quý lớn nhất trong 33 năm, bất chấp đại dịch COVID-19. Các thành phố thủ phủ các bang có mức giá chóng mặt. Phân khúc cao cấp của thị trường bất động sản ở Sydney đã tăng 12% trong 3 tháng, tính đến 31 tháng 5, cao gấp đôi so với phân khúc thấp của thị trường. Đây cũng là kỷ lục chưa từng ghi nhận từ tháng 10 năm 1988. Các chuyên gia nhận định, điều kiện kinh tế cải thiện cùng với lãi suất thấp kỷ lục 0,1% đang tiếp tục hỗ trợ niềm tin của người tiêu dùng, kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng liên tục. Trong số 334 khu vực được CoreLogic tổng hợp dữ liệu, 97% khu vực đã ghi nhận sự tăng giá trong 3 tháng qua. Đây được xem là sự tăng giá đồng bộ, điều hiếm có trên thị trường bất động sản đa dạng của Australia.